mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất ở Bình Thuận, xưa người phụ nữ làm đây. Rồi sao? Rồi sau này cô nói xạo em nhiều quá, em không thích. Xin tiền em đi sắm đồ mà mình làm chuyện khác á. Xin sắm đồ và đi làm chuyện gì? Cho em gái của người đó. Mối tình thứ hai ở Huế và đang định cư ở Đồng Nai. Mối tình được bao lâu? Năm, mượn tiền em hoài. Rồi sao nãy giờ nghe toàn đụng tới tiền không vậy ta? Ôi, ông này giải gái hay gì nè? Ủa, bạn gái mượn tiền là cho hả? Em dễ lắm, nhưng mà đừng quá giới hạn là được. Nhậu xịn không qua đập nhà em. Trời đất ơi. Kêu mấy bạn quay đập nhà em thì mẹ em mới tức. Mẹ em kêu là nếu mày còn quen nó thì có tao thì không có mày. Thôi chết rồi, mẹ nói câu đó là thấy thua rồi. Ha. Em mới chưa biết sao. Rồi cuối cùng là mất tiền. Dạ. Có đòi được không? Không, cho luôn. Nhiều không? Dạ, 30 triệu. Trời ơi là trời, ông này không dạy gái thấy sợ luôn. Bây giờ còn tiền cho gái mượn nữa không? Hả? Dạ không. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng cốt súp gà của Quốc Việt Food. Mà bây giờ thì Tường đã ngồi đây rồi. Một bạn trai, tướng tá cao ráo ngon lành nha. Cao mét mấy cưng? Mét 72. Mét 72, ngon lành. Rồi, xa xa có một cô gái cũng đang ngồi đợi. Bây giờ Tường sẽ ra đưa cô gái ấy vào nha quý vị. Rồi, mời em. Wow, hôm nay tôi thấy là cặp đôi này ấn tượng lắm nha. Có những cái đầu tiên là đập vô mắt tôi là tôi thấy ấn tượng rồi đó. Chị mở mặt nạ cho em nha. Rồi, chàng trai tự mở mặt nạ luôn nha cưng. Bây giờ thì trai xinh gái đẹp đã vô ghế rồi nha quý vị. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau. Bây giờ hỏi em trai trước. Em tên là gì? Năm nay nhiêu tuổi? Dạ, em tên Nguyễn Văn Luyến. Nguyễn Văn Luyến quê ở đâu cưng? Dạ, em quê ở Bắc Ninh. Bắc Ninh. Dạ. Luyến là nãy nói năm nay nhiêu tuổi? Em 28 tuổi. 28. Dạ. Vô đây lâu chưa? Dạ, em vô đây cũng 20 năm rồi. Rồi, ở quận mấy? Tân Bình. Tân Bình. Luyến đang làm công việc gì nè? Dạ, tài xế. Rồi đi làm giờ hành chánh hay là sao? Dạ, giờ hành chánh. Tối có giờ nhậu ha, thấy bụng hơi bụng bia nha. Anh Niên có tập thể dục không? Có gì. Tập thể dục giờ nào? Sáng, sớm, chạy bộ. Có nhậu không? Có. Thấy chưa, tôi nhìn tôi biết mà. Rồi, nói cho vui thôi, tập thể dục vô nha. Dạ. Đó, chỗ đẹp trai, mặt rất là đẹp trai luôn. Nhưng mà cái bụng hơi có mỡ một chút. Chị Tường có bán tăng mỡ đó con. Có gì cần chị Tường hỗ trợ cho nha. Ok? Dạ, dạ. Rồi, hello em gái. Em tên gì? Dạ em tên Thảo. Em năm nay 28 tuổi. À. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, Thảo đang làm công việc gì cưng? Dạ em làm nhân viên văn phòng. Ừ. Mình đang ở với ba mẹ hả? Dạ em ở với ba mẹ. Quận mấy? Dạ em ở quận 8. Bên đây nãy ở Tân Bình ha. Rồi ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà gần xịt. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em chắc là nấu ăn cũng được thôi chứ không có, nhưng mà em thấy nó mạnh nhất của em. Vậy đó hả? Mạnh nhất mà cũng được thôi hả? Yếu của em hay nóng tính chị. Tại chắc do đặc thù công việc á. Sao công việc sao mà nóng công tính? Công việc áp lực. Áp lực sao? Làm cụ thể hàng ngày em làm gì? Dạ, ý là làm bên mảng chăm sóc khách hàng á chị. Nói chuyện đôi lúc cũng có hơi bực. Ủa, mình chăm sóc khách hàng là mình phải rất là lúc nào cũng ngọt ngào. Mình phải dạ, thì nói chuyện với khách thì ngọt nhưng mà sau khi nói rồi thì không ngọt nữa. Mình lật mặt liền đúng không? Cho hàng ngày công việc là mình phải nhiều với khách rồi. Cho nên xung quanh mà ai mà cà khịa với mình bực bội là mình sực liền đúng không? Dạ đúng rồi. Đó là stress đó ha, dạ. Áp lực đó ha. Thôi nói cho vui nhưng mà mình cũng gắng kiềm chế bớt ha. Dạ. Rồi bên đây điểm mạnh điểm yếu là cái gì nè? Điểm mạnh của em là thích chơi thể thao. Thích dọn xe. Xe gì mà dọn? Xe Honda. Dọn lên để nẹt bô á hả? Đi đua hả? Không, dọn kiện cho đẹp rồi. Xe đâu? Bữa nay còn đi xe gì tới có dọn không? Lát tôi coi xe đi coi. Không. Hồi xưa, hồi trước khi mình làm cái việc tài xế này đó là lái xe tải chở đồ này là mình làm công việc gì? Hồi xưa em làm bên Mai Linh. Ủa, cũng lái taxi luôn? Rồi do dịch bệnh, số lượng khách không có. Nên em bán xe. Ủa, xe chạy bên kia là mình kết hợp thôi, còn xe là xe hơi của mình. Dạ. Rồi cái tiền bán xe đâu rồi? Em đang gửi trong thẻ của em. Tưởng đâu là ăn chơi hết mùa dịch rồi chứ. Nói chứ dịch ảnh hưởng nhiều đến công việc không? Dạ, nhiều. Rồi có ảnh rồi có dành dụm được đồng bạc nào, đồng nào chưa?
Dạ cũng đủ lo cho cuộc sống sau này. Rồi dọn xe là hết tiền rồi, đâu nữa? Nói chung là dọn một phần cái gì để dành tiền còn dọn bạn gái nữa nha, chứ dọn xe không được đâu. Dạ. Vậy là nói chung là mình thích người phụ nữ như thế nào, truyền thống hay là hiện đại? Em thích vô tư hồn nhiên, thích dịu dàng. Bây giờ thí dụ phụ nữ có hình xăm đồ này kia được không? Dạ, nói chung ít được, bình thường. Ít là cỡ nào thì được. Một cái trái tim bự ở trên đây được không? Trái tim hoa hồng ở bên trái tim thì dạ, được. Dạ bình thường. Bây giờ cuộc sống bây giờ là bình thường ạ. Vậy sao đòi phụ truyền thống? Truyền thống đâu có xăm. Tại bây giờ thời đại hiện đại mà, mấy cái đó là bình thường vậy. Em có xăm không? Dạ có. Ôi trời ơi, tôi làm bộ tôi kè hồi ra. Tôi hỏi hồi ra liền, tôi bắt mạch hay lắm. Xăm gì đâu bự nhỏ. Dạ lưng mấy tay chút xíu ạ. Xíu. Dạ ổng làm gì nè. Lưng với tay chút xíu à. Chút xíu à. Chút xíu chắc hết cái lưng quá. Không, có cá chép sau lưng ạ. Trời ơi, con cá chép là cái đuôi cái vẫy nguyên vàng khè nguyên cái lưng luôn rồi. Đâu có chút xíu trên bờ vai. Còn cái tay là cái gì đây? Cá chép mặt quỷ. Cá chép mặt quỷ. Một cái đi lên một cái đi xuống vậy. Thích thế thì là nó, con cá chép nó đi xuống mà lúc mà mình đi là con cá chép cái đầu đi lên vậy. Ủa mà tại sao lại là con cá chép mà nó không là con rồng hay con hổ mà nó là con cá chép? Em cũng theo một cái suy nghĩ của em thì em xong vậy thôi. Hồi đó giờ em có nghe người ta nói cái câu cá chép hóa rồng chưa? Dạ có. Bây giờ em về em bỏ cái hình cá chép đi, em xăm dặm cái con rồng lên, em nhóc cái đầu lên, đảm bảo lên luôn. Em có hiểu ý nghĩa của con cá chép là gì không em? Dạ không. Ủa vậy sao em cũng xăm mà sao em không hiểu? Em không có xăm con cá chép. Chứ em xăm gì? Em xăm cái bông. Em xăm cái hoa sen tại vì em thích nó. Ồ, em xăm hoa sen hả? Ồ, lý do tại sao mình xăm hoa sen? Dạ, hoa sen là thanh khiết á chị. À, nhưng mà nếu mà xăm hoa sen thanh khiết là em phải xăm màu, thêm màu vô cho nó đẹp nha. Nói chứ thường thích xăm lắm. Thấy ai có hình xăm hay xăm soi hay coi lắm vậy đó. Khoái, xăm đẹp mà không dám xăm sợ, nhưng mà thích người ta xăm vậy đó. Tình trường sao? Mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất ở Bình Thuận. Xưa người phụ nữ nó làm đây. À, dạ. Rồi sao? Rồi sau này cô nói xạo em nhiều quá, em không thích. Xin tiền em đi sắm đồ mà mình làm chuyện khác á. Mấy cái đó em không thích. Cứ làm chuyện gì? Xin sắm đồ và đi làm chuyện gì? Cho em gái của người đó. À, thà cho em gái, xin tiền cho em gái phải không? Mà nó không tức phải không? Dạ. Sao em không chỉnh cổ, không nói với cổ? Cho sau này cãi lộn nhiều quá lên em không thích nữa. Rồi mối tình thứ hai? À, mối tình thứ hai ở Huế và đang định cư ở Đồng Nai. Mối tình được bao lâu? Cũng 1 năm. Nói chung là do anh của người đó không thích em. Mượn tiền em hoài. Rồi sao nãy giờ nghe toàn đụng tới tiền không vậy ta? Ôi, ông này dạy gái hay gì nè? Ủa, bạn gái mượn tiền là cho hả? Em dễ lắm, nhưng mà đừng quá giới hạn là được. Nhậu xịn xong qua đập nhà em. Trời đất ơi. Kêu mấy ông bạn qua đập nhà em thì mẹ em mới tức. Mẹ em kêu là nếu mày còn quen nó thì có tao thì không có mày. Thế thôi. Chết rồi, mẹ nói câu đó là thấy thua rồi. Ha. Em mới chẳng biết sao. Rồi cuối cùng là mất tiền. Dạ. Có đòi được không? Không, cho luôn. Nhiều không? Dạ 30 triệu. Trời ơi là trời, ông này ông dạy gái thấy sợ luôn. Bây giờ còn tiền cho gái mượn nữa không? Hả? Dạ không. Không, mà tôi thích mấy người đàn ông dạy kệ đi, thanh niên mà, tuổi trẻ mà, mình hào hoa phong nhã một chút, mình được cái này mất cái khác. Ví dụ mà người phụ nữ mà có nghĩa là đừng có quá đáng, chứ còn đàn ông mà phải lo cho phụ nữ cũng chuyện bình thường, nhưng mà cũng bớt lại. Lo cho bạn gái được rồi, còn mấy anh vợ, anh đồ cháu vợ, cháu đồ mượn nữa chết à. Dạ. Không được nha. Dạ dạ. Ừ. Sao em? Nghe cái chuyện tình của ảnh toàn dính tới màu mùi tiền bạc không, em thấy sao? Dạ em cũng thích người, nói chung cũng thích con trai tính giống bạn. Ừ, chị chứ không thích. Không có giống như là không có keo kiệt quá. Ừ, chuyện tình yêu mình sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Chắc là tình học trò thôi chị, lúc cần đi học cho công việc của em á, thời gian không có nhiều á. Ừ, cho nên là sáng đi làm tối mới về cũng không có thời gian nhiều. Trời đất. Rồi bây giờ giá tỷ có bạn trai rồi, có thời gian để sắp xếp đi chơi với bạn trai, tìm hiểu nhau không? Dạ cái đó còn tùy hai đứa nữa chị. Em có rảnh vào cuối tuần thì em cũng được nghỉ chủ nhật á. À dạ. Em làm ở Long An. Là mỗi ngày em phải đi Long An đi về? Dạ đúng rồi. Là có xe của công ty đưa đón? Dạ đi xe đưa rước. Tối là về, dạ một tuần nghỉ ngày chủ nhật. Trời ơi vậy cũng mệt lắm em hả? Dạ. Nhưng mà cũng quen hả? Dạ cũng quen rồi chị. Lương tốt không mà đi cực quá vậy cưng?
Dạ, nói chung lương cũng ok. Đó thôi, có bạn gái chăm làm việc vậy thì cũng giỏi, nó đi làm suốt ngày nó cũng không có thời gian đi đâu đúng không? Sáng tắm giữa em mới đi làm, tối tắm giữa em mới về. Cũng nghỉ chủ nhật. Dạ. Vậy là hai đứa hợp nhau quá rồi, giờ rất thấy ổn định nè. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là có công việc ổn định, biết lo cho gia đình, không có ăn chơi là được. Tại vì tuổi này ăn chơi nữa thì... Có ăn chơi mà giờ bỏ rồi, hồi đó có phải không? Nói chung là mọi chuyện phải công khai rõ ràng hết. Có giấu giếm gì đó cũng không được. Tại vì quen nhau là phải rõ ràng hết mà. Chỉ cần nói một tiếng là được, chứ không cần phải là trình bày lịch trình rõ ràng gì. Giống như mình đi làm suốt mình không có thời gian gần cái người bạn trai của bạn gái của mình, thì như rảnh nhắn nhau tiếng, anh đang chạy khu, bữa nay anh công việc anh sao sao, hôm nay anh sẽ chạy chỗ đó chỗ đó, có thể là hôm nay 8 giờ anh đi, 10 giờ anh mới về, là phải báo cho mình biết một tiếng vậy đó để mình yên tâm đúng không? Dạ đúng. Làm vậy được không cưng? Dạ được. Đó, không phải cái đó không phải gọi là kiểm soát mà người ta cần phải được biết, nó là vậy. Em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai về ngoại hình như thế nào, có tiêu chuẩn gì không? Ngoại hình chắc cao hơn em đi, khoảng 1m7. Mét 7 trở lên. Bên này cũng cao à, mét mấy? 72. Mét 72, ngon. Thân hình cân đối tí. Cân đối, rất cân đối, có cái bụng hơi bự chút thôi. Rồi gì nữa? Cái ngoại hình vậy là được, dễ nhìn là được. Rất đẹp trai, dễ thương, ngon, tôi khen đó. Còn em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Không ăn chơi. Thứ hai là vui vẻ được. Vui vẻ. Nói chung là tướng bình thường cũng được. Từ trên mét dưới được. Có ăn chơi không em? Có chút chút, bạn bè rủ đi ăn đi nhậu rồi đó thì vẫn đi bình thường. Nhưng mà được có ngày chủ nhật thôi gì. Dạ. Chứ lại nếu mà bữa nào thu xếp công việc mà xong sớm thì mấy bạn ở trong công ty cũng có thể rủ đi chơi, mình đi với mấy bạn. À, vẫn đi du lịch đi chơi. Dạ, được đúng không? Có hình kia cho chị mượn hình của em coi. Ôi oan nghiệt ghê luôn á. Đó em nhìn đi. Trừ cái cô áo đỏ là cô dâu ra, còn lại là 7 cô gái đó. Em lựa một cô đi chị gả cho. Theo em nghĩ là cô nào? Rồi cầm cái hình lên nè. À, chắc cô này quá. Ủa sao em đón cô đó vậy? Tại em nhìn theo cầm biến của em. Ủa tự nhiên 2, 4, 6, 7 cô chỉ ngay cô đeo mắt kiến. Là em thích gu, em thích đeo mắt kiến hả? Dạ không, nhưng mà ý là em đánh đại mà. Mà nếu như cô đó thiệt thì chịu không? Dạ được ạ. Được hả? Ông này thanh niên mà ông có giác quan tôi ơi. Cầm coi giác quan đúng không nha. Mở cửa trái tim. Ghê ghê, nhìn nha, soi cho có 7 cô đó là coi là cô nào nha. Chỉ cô đeo mắt kiến. 1 2 3. Chào em, chào anh. Trời đúng lắm. Ôi, hay vậy trời, sao mà 7 cô ổng vô ổng chị trúng bóc nghe cô đeo mắt kiến vậy? Em không biết, linh cảm của em thôi. Hay á, rồi được không? Dạ được. Giỡn thôi. Rồi tặng anh đi em. Dạ em có cái này tặng anh. Không biết rồi, không biết tặng anh. Không có gì tặng em thôi. Tặng em bài hát đi. Trời ơi. Ủa sao tôi nghe rồi trời, phà hoa phong nhã lắm. Hôm nay bạn gái không mua quà tặng gì. Em đi làm về không có xin nghỉ được. Trễ quá. Nếu có duyên thì anh và em sẽ gặp. Lúc đó anh tặng quà sao? Dạ. Lúc đó anh sẽ tặng cho em nhiều hơn những cái gì em muốn. Ai nói tôi cũng tin, anh này nói tôi tin. Rồi mời em hát. Hát bài Chị Yêu Mình Em. Wow. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh sẽ thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Vâng. Phải hết rồi. Dễ thương quá. Ai thôi được rồi. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức một bữa cơm cùng nhau, rồi cùng trò chuyện với nhau nha. Các Tường xin mời hai bạn nhé, sẽ thưởng thức một món ăn từ Tasty Kitchen. Đây là món đĩa sâm tìm trái dừa với phần nước dùng chế biến từ đĩa sâm là một loại hải sản quý hiếm cùng với tôm thẻ tươi ngọt, ngọt thịt.
Còn đây là món cơm chiên thịt cua lá cẩm, sử dụng gạo basmati giàu dưỡng chất từ Ấn Độ, kết hợp cùng lá cẩm tạo nên màu tím bắt mắt cùng với thịt cua tươi ngon. Và dùng món đồ uống đó chính là Coco Lemon Cold Brew Coffee và trà Hibiscus Thanh Yên. Đó, đây là cà phê nha, bên đây là trà nha. Rồi mời bạn gái khui cho bạn gái nha. Rồi hai bạn thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Đây là những cái yêu cầu, những cái câu hỏi của chương trình. Thì mình bí nội dung đó, mình cứ việc bóc cái lá, những cái lá này có cái nội dung rồi mình cùng trò chuyện theo những cái chủ đề này. Được chưa? Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Ga lăng lên lo cho cổ nha. Rồi. Để nước anh khui ra. Dạ dạ, cảm ơn. Nhà em đông anh em không? Nhà của em có một anh với một chị, nhưng mà có gia đình hết. Của nhà em là bên quận 8, là gần Phạm Thế Hiển không? Dạ, ở bến Bình Đông. Là ngay cái bến Bình Đông, nghe chỗ nào quen quen. Gần đại lộ ông Tây. Là cái đó lúc lúc mà mưa là nó hay ngập lên đúng không? Dạ, nhưng giờ hết rồi. Mời em một bữa. Dạ, dạ. Bạn bè hay rủ mình, ví dụ hay rủ em đi chơi, đi nhậu này kia, thì anh nghĩ như thế này? Thì anh thấy bình thường, cái đó là một cái xã giao vui vẻ bạn bè. Nếu mà một tuần ngày nào cũng đi hết thì sao? Anh cũng thích. Nói chung là thỉnh thoảng mình đi thôi, lo cho chuyện khác. Còn ví dụ như anh với em nó khác. Khác chỗ nào anh? Ví dụ như tình bạn tình yêu nó là khác, hai mặt khác. Ví dụ như là đi chơi thì anh có thích đi chung với bạn của em không? Có, bạn của em hay của anh thì cũng vậy, bình thường. Nếu mà bạn của em mà đi với anh mà lỡ không thích anh... Không thích thì thôi, do em thôi. Ví dụ như bạn em không thích anh một điểm gì đó mà nói với em á, thì em nói lại thì anh thì có mình, sửa mình, được mình không? Mình sửa thôi, thì là làm cho đẹp mặt em là được rồi. Chia sẻ về quan điểm sống thử trước hôn nhân là sao vậy? Quan điểm nếu mà sống thử trước hôn nhân thì em nghĩ sao? Dạ em không có thích kiểu sống thử chứ không. Tại vì em sống với gia đình. Thì anh cũng vậy á. Anh mình muốn quan hệ một mối quan hệ trong sáng, chính thức rồi á, thì cái đó nó hay hơn. Em cũng kiểu mà không có thích vừa hiện đại mà vừa truyền thống một chút. Cái nào phải rõ ràng ra cái đó. Ví dụ cái nào mình ví dụ mình hợp mình cưới về thì nó sẽ khác. Còn những cái trước đó thì ví dụ em có kỵ về người mẹ dâu người Bắc không? Mẹ chồng chứ hả? Mẹ chồng như anh. Còn tùy gia đình chồng có khó hay dễ với em không đã. Tại vì công việc thì cũng đi làm nhiều á, cho nên là việc nhà nội trợ thì em cũng không có rành lắm. Đa số là có mẹ lo hết rồi. Lập gia đình rồi, anh kêu em không đi làm nữa. Về kinh doanh của anh em có đồng ý không? Dạ được chứ. Nếu mà được làm chủ thì ở nhà làm thôi. Sau này lập gia đình, anh sẽ kinh doanh một cái gì đó. Bỏ chạy xe. Ví dụ như mình có chạy xe thì chạy xe hợp đồng thôi. Tính là dự định của anh là ví dụ lập gia đình là anh sẽ mua một chiếc xe và kinh doanh một cái gì mặt hàng nhỏ nhỏ cho vợ bán vậy đó. Nói chung thì tự mình kinh doanh thì em cũng thích, nhưng mà chưa có cơ hội để làm. Còn nếu mà được thử sức thì mình có thể làm. Tại anh tính kinh doanh về quần áo, anh có bà chị chuyên bỏ xỉ quần áo. Dạ. Dạ, nếu được vậy thì tốt. Cũng đâu ai thích đi làm công. Vậy. Nếu mà người yêu bận rộn không có thời gian hẹn hò, cũng giống như nãy công việc của em á, là em không có nhiều thời gian á, thì anh nghĩ như thế nào? Anh nghĩ là một tuần gặp nhau cũng được. Quan trọng là mình hiểu về tính cách nhau. Anh cũng không muốn là người phụ nữ của mình chơi bời nhiều hay là giận dỗi nhiều thứ quá. Ví dụ như là giận quá mình gọi điện thoại nhiều anh cũng không thích. Dạ em cũng chia sẻ luôn là nếu em có rảnh em cũng không có gọi cho người yêu nhiều đâu. Tại vì mỗi người đều có việc riêng của mình hết. Nếu mà mình được nghỉ thì mình cũng dành cái thời gian đó để mình nghỉ ngơi trước. Tại vì trong một tuần làm thì nó cũng rất là mệt. Với lại chuyện quản hay không là do tự hai người tự biết với nhau. Nếu mà mình yêu thì mình có thể chia sẻ được với người yêu chứ không cần để hỏi. Ví dụ hôm đó mình có đi đâu thì tự bản thân mình sẽ nói cho người yêu biết, chứ không cần đợi người yêu hỏi là hôm nay anh đi đâu hay làm gì. Ăn đi, uống nước đi cưng.
trao đổi một số thông tin, như là mình nhìn nhau coi có điện chưa thôi, đúng không? Chứ còn bây giờ mà tình yêu là mình phải gặp nhau bên ngoài rồi hẹn hò, nhưng mà cơ bản nhìn thấy có cảm xúc miếng nào chưa, hỏi thiệt. Có gì. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười, khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Mà thấy trao đổi cái tư tưởng, tôi nghe nãy vụ sống thử mà cũng hợp quá ha. Ông xạo quá, ông thanh niên mà ông không thích sống thử. Dạ, em tính của em khác người ta. Tôi tưởng đâu ông ăn chơi dữ lắm chứ. Em thích mấy cái đó, thích người phụ nữ vô tư. Tự nhiên, muốn hay không là hai người, và do người phụ nữ đồng ý hay không. Còn mà không đồng ý em mà là mình kết hôn rồi tính tới những cái chuyện đó cũng được. Bây giờ á, hát nhưng mà em phải hai bạn nắm tay nhau, rồi bạn gái hát. Trong quá trình bạn gái hát thì mình nhìn nhau để mình coi mình có cái điện nó truyền qua hay không. Rồi mời hai bạn đứng lên phía trước này. À, cho nó đẹp hình nè. Rồi nhìn nhau nè, xin phép nắm tay bạn gái. Bạn gái cho thì nắm. Cho anh nắm tay. Nắm cái tay đó, tôi đo thấy nắm tay. Để cho bạn trai coi cái hình xăm đi, có phải cái bọ con sen không. Về kiếm chỗ nào đẹp đẹp, dắt bạn gái đi xăm thêm cái nhụy đồ đỏ đỏ rồi vô cho đẹp nha. Dạ. Tôi chưa kiểm tra hình xăm của ông đó. Rồi đứng hóp bụng vô cho đẹp trai nè. Rồi em ăn đi. Để từ để em lấy hơi. Xin đòi á. Khác một xíu thôi nha. Ok. Nhiều khi muốn một mình. Từ từ lẹp tóc. Nắm tay chặt vô để người ta run kìa. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Được rồi chị. Trời ơi, rung hả? Em có rung không? Rung chứ. Rung hả? Sao em biết rung? Cầm tay rung. Thôi bây giờ cầm tay nói luôn đi, kết thúc chương trình rồi, giờ muốn nói gì nói đi. Anh xin lắm thế. Lâu anh có thể tìm hiểu em được không? Trời ơi, hỏi khó trả lời quá. Phụ nữ hỏi vậy chết rồi. Với em không. Nói chung là nói cảm xúc của mình anh, thôi. Mới gặp em lần tiên anh cũng rung quá. Không biết nói gì. Sau cuộc hẹn này anh sẽ hỏi em và tìm hiểu em nhiều hơn. Dạ. Như em tìm hiểu anh dễ. Dạ, cũng được. Cũng được luôn hả? Trời, dễ dãi quá vậy cô. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy cũng hiền. Nói chung là không biết có hiền hay không, nhưng mà anh nhìn thấy nét đầu tiên thì anh thấy cũng hiền. Dạ. Dễ thương. Sau này về thì cũng quạo là được. Mẹ anh đừng làm em quạo là được. Sao biết được cuộc sống, sao đâu ai biết được cái gì em. Dạ. Rồi, thôi tôi thấy cặp vui, được rồi, cảm ơn hai bạn về chỗ đi. Thời gian trên chương trình thì nó ngắn thôi, nhưng chị Tường nghĩ rằng nó cũng đủ để hai bạn cảm nhận được nhau. Thì nếu mình cảm thấy là đối tượng là phù hợp thì mình nên cho nhau cái cơ hội. Mà mình bấm vì mình thích thì mình mới bấm. Dạ. Chưa? Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Nếu không đồng ý, có quyền lấy tay ra. Quyền của các bạn nhé. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1. Nếu có duyên thì anh và em sẽ gặp. Lúc đó anh sẽ tặng cho em nhiều hơn những cái gì em muốn. 2. Em cũng thích người, nói chung cũng thích con trai tính bạn. Chứ không có, giống như là không có keo kiệt quá. 3. Hết thời gian, bấm mạnh vô, mạnh. Bấm chưa? Dạ rồi chị. Có bấm không? Có. Tôi kêu mạnh rồi không nghe hả? Trời ơi là trời. Mạnh xuống mới được. Hơi yếu nha. Dạ. Hơi yếu nha. Rung. Rung quá. Rồi cảm ơn hai bạn. Các Tường xin gửi tặng cho hai bạn. Đây là sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và cũng không dùng chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng cho hai em nha. Cảm ơn chị. Ok. Và đây chương trình gửi tặng cho em, đây là một phần quà son Eureka để làm đẹp. Rồi bây giờ nắm tay nhau đi các bạn ơi. Đối với cặp đôi đã thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Để
Tường cảm ơn hai bạn. Chúc cho hai bạn sẽ có những khoảng thời gian hẹn hò với nhau thật là thú vị. Nhớ có tin vui gì báo chị Tường biết nha. Dạ, okay. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút chủ nhật trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa các Tường xin cảm ơn nhãn hàng cốt súp gà của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.